Động đất mạnh 7,4 độ Richter ở Indonesia, cảnh báo sóng thần, dân đổ ra đường. Vào 10 giờ 20 phút sáng ngày 14 tháng 12, theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra ở đông Indonesia. Tâm chấn động đất cách huyện Larantuka, phía đông đảo Flores thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara, thuộc quần đảo Nusa Tenggara, ở độ sâu 12 km. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ sau đó đánh giá lại cường độ trận động đất mạnh 7,3 độ Richter, kéo theo đó là một trận dư chấn mạnh 5,6 độ Richter ở Larantuka. Cảnh báo sóng thần đã được phát đi ở các khu vực quần đảo Maluku, tỉnh Đông Nusa Tenggara, thuộc quần đảo Nusa Tenggara, tỉnh Tây Nusa Tenggara, thuộc quần đảo Nusa Tenggara, khu vực Đông Nam và Nam đảo Sulawesi, thuộc quần đảo Sunda lớn, theo Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, Mỹ. Dựa vào các thông số sơ bộ của trận động đất, có thể xảy ra các đợt sóng thần nguy hiểm đối với các bờ biển nằm trong phạm vi 1.000 km tính từ tâm chấn trận động đất. Một quan chức của cơ quan khí tượng kêu gọi trên đài Metro TV rằng mọi người nên tránh xa các bãi biển. Ông cũng cho biết nếu không có gì nguy hiểm thì cảnh báo sóng thần sẽ được dỡ bỏ ít nhất 2 giờ sau khi được ban hành. Lãnh đạo cơ quan giảm nhẹ thảm họa huyện Larantuka cho biết chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại. Được biết, Indonesia nằm giữa vành đai lửa Thái Bình Dương, một khu vực có hoạt động địa chấn cao, nằm trên đỉnh nhiều màng kiến tạo.